và giật lại nha anh em. À, kéo con sư tử này nha, sư tử này dính lại rồi. Bây giờ hai chiếc giật này anh em, đó là long mập. À, bây giờ là màn keo dây xích, lông đã lôi xích ra và đút vô máy giật lên. Không biết có lên nổi không nữa anh em. Đó, đây là ông Trùm nè, Trùm phá dính lầy nè, cái lúa phá dính lầy nè ông Trùm. Đây là chai cầu ke rút dán nha anh em, tẩy xe nha. Hai 2023 không còn giật nữa mà tẩy xe.